chào quý vị khán giả và xin chúc quý vị khán giả một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Em xin chúc cho cô Diệu Thảo Giáng sinh vui vẻ. Cô cảm ơn em mà quà gì đây? Dạ, tấm lòng của em đó. Cô cũng chúc cho Minh Châu có một đêm Giáng sinh vui vẻ, là ấm áp bên gia đình và người thân. Nhưng mà muốn cho một đêm Noel thật sự là ấm áp thì quý vị khán giả và Minh Châu chờ đi, cô cũng sẽ có một món quà đó. Nếu mà quà của cô Diệu Thảo thì chắc là đặc biệt lắm đó quý vị khán giả. Chắc chắn rồi, đó sẽ là một món ăn không những ngon, bổ dưỡng mà còn chế biến nhanh nữa. Nếu như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có một món ngon rất là đặc biệt nè, và phù hợp với không khí Giáng sinh nữa, và giúp cho Minh Châu và quý vị khán giả sẽ trọn hương ấm, thấm vị ngon nữa đó. Ôi, cô Thảo làm cho Minh Châu hồi hộp quá à. Không biết món quà này đặc biệt thế nào đây. Như vậy trong chương trình ngày hôm nay, quý vị khán giả và Minh Châu sẽ cùng vào bếp để chuẩn bị món trứng cút bách hoa. Để thực hiện món trứng cút bách hoa, quý vị khán giả cần chuẩn bị 12 cái trứng cút, 100g tôm bạc thẻ bóc vỏ, 100g giò sống, hành lá, hành phi, một ít bột năng, cà rốt băm nhuyễn, các loại gia vị thông thường và bột tẩm khô chiên giòn Agiquit vị bơ. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ cắt cái phần hành lá ra. Hành lá thì phần cọng thì chúng ta đập dập ra băm nhuyễn để ướp chung với lại tôm. Dạ. Sau khi đã băm nhỏ cái phần cọng hành trắng rồi thì bây giờ chúng ta sẽ sắc nhỏ cái phần hành lá này ra. Bây giờ chúng ta sẽ sơ chế đến nguyên liệu là tôm. Chúng ta bóc vỏ ra và quý vị khán giả sẽ xẻ phần lưng. Chúng ta bóc thật là sạch cái phần chỉ đen ở trên phần lưng tôm. Sau đó chúng ta sẽ thấm cho thật là khô cái phần tôm này. Tại sao lại phải thấm? Cuối cùng thì cô Thảo cũng ướp vô trong nhân thôi mà. Chắc chắn là phải thấm rồi. Tại vì khi mà chúng ta quết những món tôm mà chúng ta quết á, quý vị khán giả lưu ý là mình phải thấm cho thật là khô. Thì khi quết, tôm nó sẽ dẻo và dính, như vậy cái phần nhân của chúng ta có độ dai hơn. À, em hiểu rồi. Nếu như mình không thấm khô thì nhân sẽ còn một chút nước ở trong đó, nó sẽ không có được dẻo và dai, đúng không cô? Chính xác. Sau khi chúng ta đã đập tôm ra rồi, bây giờ cô sẽ cho hết cái phần tôm mà chúng ta đã đập dập này ra, và cô cho vào cối, sử dụng một cái chày và cô sẽ quết cái phần tôm này ra. Sau khi quết tôm xong thì chúng ta cho tôm vào một cái tô như thế này, chúng ta bỏ chung với lại cái phần giò sống. Và bây giờ thì chúng ta lại trộn chung cả cái phần giò sống và phần tôm này lại với nhau, trộn cho thật là đều. Rồi kế đó chúng ta sẽ ướp gia vị vào, khoảng một muỗng canh đầu hành trắng. Kế đó chúng ta sẽ cho tiếp tục một muỗng canh và hành phi này nữa, nêm thêm khoảng nửa muỗng cà phê tiêu nữa. Xong rồi đó, gia vị chúng ta chỉ ướp vào như vậy thôi. Minh Châu thử coi như vậy là đã được chưa nè. Em nhìn thì thấy nhuyễn, thấy đều lắm rồi đó. Mà thiếu cái gì đó cô? Thiếu màu. Đó là phần cà rốt chúng ta đã chuẩn bị lúc nãy nè. Quý vị khán giả sẽ cho phần cà rốt này vào, thêm một ít hành lá nè, thì sẽ làm cho món ăn mình sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ cô đã trộn xong rồi, chúng ta sẽ bắt đầu qua giai đoạn chúng ta sẽ bọc cái phần nhân này xung quanh những cái trứng cút. Chúng ta sử dụng một ít bột năng, chúng ta sẽ lấy từng cái trứng cút tẩm qua cái phần bột năng này. Ủa, tẩm trứng cút qua bột năng chi vậy cô? Chúng ta tẩm trứng cút qua bột năng là vì giai đoạn này chúng ta sẽ còn bọc cái phần nhân phía bên ngoài trứng cút. Nếu mà quý vị khán giả tẩm cái phần bột năng này xung quanh trứng cút như thế này thì bột năng sẽ là một cái lớp kết dính giữa cái phần nhân và trứng cút dễ dàng hơn. Hay quá. Chúng ta sẽ thấm một ít dầu vào tay, lấy một cái phần nhân này chúng ta cho vào tay. Chúng ta vo tròn cái phần nhân trước. Bây giờ chúng ta sẽ ép hơi dẹp cái phần nhân ra, và quý vị khán giả sẽ cho cái trứng cút vào. Và bây giờ chúng ta sẽ bọc cái phần nhân này lại. Chúng ta sẽ vo tròn cái phần nhân đã có bọc trứng lại cho nó hơi tròn tròn, dài dài một chút, hình quả trứng. Dạ. Như vậy là chúng ta lại hoàn tất. Để mà trang trí thì quý vị khán giả chuẩn bị khoảng 40g bún tàu. Và chúng ta lấy những cái sợi bún tàu này, chúng ta cắt ngắn ra một chút xíu. Chúng ta sẽ trải lên trên một cái rây như thế này. Chúng ta sẽ làm giống như một cái tổ chim cút như vậy đó. Bây giờ thì cái phần dầu cũng đã nóng rồi đó. Chúng ta sẽ đè vào cái phần bún tàu này. Quý vị sẽ nhúng qua cái phần dầu của cái vợt để cho nó không bị dính khi mà chúng ta hoàn tất. Quý vị khán giả sẽ thả hết cái phần bún tàu này vào. Bún tàu nở lên rồi kìa. Đúng rồi, khi chúng ta cho vào như thế này thì chúng ta xoay đều để cho phần bún tàu nó nở đều. Và như vậy những cái cọng bún tàu nó nở sẽ làm cho cái cọng bún tàu nó xốp. Cô sẽ cho cái phần tổ trứng cút này vào giấy thấm dầu. Quý vị khán giả sẽ tiếp tục đến giai đoạn kế là chúng ta sẽ chiên cái phần trứng cút bách hoa này. Sử dụng khoảng nửa gói bột tẩm khô chiên giòn Agiquit vị bơ này để cho cái phần món ăn của chúng ta có thơm cái vị bơ. Chúng ta sẽ tẩm những cái phần trứng cút bách hoa này vào trong bột chiên giòn. Chúng ta sẽ thả những cái phần trứng cút bách hoa này vào. Quý vị khán giả nhìn thấy là khi chúng ta chiên lên như thế này, bên ngoài nó có một cái lớp vỏ màu vàng nâu.
nhưng mà nó vẫn ẩn những cái phần hồng hồng của tôm nè, của cà rốt nè và màu xanh của hành lá. Bây giờ là đã được rồi đó, chúng ta vớt ra cho vào giấy thấm dầu. Chúng ta sẽ cho cái phần tổ chim cút ra và cô sẽ đặt những cái trứng cút này vào. Trời ơi, dễ thương quá cô ơi. Cho cái này vô, dựng lên. Bây giờ đến phần của Minh Châu nha. Cô Thảo biết không, khi mà thưởng thức món ăn này á, thì từng nấc hương vị khác nhau lại lần lượt đến với em đó cô Thảo. Đầu tiên khi cắn vào thì thấy rõ ràng là cái vỏ bên ngoài dai nè, có độ giòn giòn nè. Ăn vào bên trong thấy trứng cút có thơm thơm bùi bùi nè. Còn ở bên ngoài còn có cả cái vị đậm đà và vị béo béo của bột tẩm khô chiên giòn Asiquip vị mơ nữa chứ. Chắc chắn là quý vị khán giả sẽ cảm thấy thích thú khi thực hiện món ăn này và thưởng thức nó cùng với những người thân trong gia đình nhân một dịp xuân về, là dịp Giáng sinh đang về đó quý vị ạ. À, tròn hương ngon, thấm vị ngon. Quý vị khán giả thân mến, hãy thường xuyên giữ liên lạc với chương trình quý vị nhé. Hộp thư của chúng tôi vẫn là hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Chúc quý vị đêm nay có thật nhiều niềm vui với những người thân của mình. Mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại.